Hàn Quốc Building có vị trí tại 193C Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây được đánh giá là địa thế kim cương kết nối, dễ dàng di chuyển tới các khu vực. Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng, di chuyển qua khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng rất thuận tiện. Xung quanh tòa nhà là nhiều cơ quan, tổ chức danh tiếng trong và ngoài nước. Nhiều tòa nhà văn phòng cho thuê đã và đang được sử dụng đi vào hoạt động hiệu quả. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.